Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về quản lý WinServer 2003. Đây là một WinServer mà có thể là các bạn đã từng học qua quản trị mạng cũng như là từng học qua chứng chỉ MCPA hoặc là chứng chỉ thống Windows Server 2003. Windows Server 2003 còn được áp dụng ở các doanh nghiệp nhỏ, vừa và lớn, tùy thuộc theo sở thích và nhu cầu hoặc cũng như là điều kiện của các công ty mà các bạn đang làm việc, mà các bạn đã sử dụng Windows Server cho nó phù hợp và hiệu quả. Đối với mình thì các cái Windows Server đời trước sẽ ổn định hơn các cái Windows Server sau này, tại vì Windows Server sau này thì nó theo cái công nghiệp kinh doanh hơn, là cái về vấn đề bảo mật cũng như là an toàn, độ ổn định dành cho người quản trị. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về các cài đặt Windows Server. Cái thứ về cài đặt Windows Server này thì có là cài đặt ISP.NET và cấp quyền logon local. Cái thứ hai là tạo register account và mailbox tương ứng với lại là U1, U2 và U3. Và cái thứ ba là cài đặt Enterprise Group CA. Thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái nội dung trên. Thì các bạn có thể là nhìn mình thao tác và các bạn thao tác lại xem cho đúng với lại cái nhu cầu cũng như công việc của các bạn. Bây giờ các bạn đặt xuân phân sạch ta, các bạn đọc con cho banner, các bạn vào app remove RAM. Các bạn vào đây để các bạn cài đặt. Thứ nhất là các bạn cài đặt thấy Windows Server. Thứ hai là các bạn cài đặt là ASP.NET. Các bạn bấm OK, I386. Vào đây, đây là cái phần trong cái nằm trong địa của các bạn. Ở đây để các bạn có thể là chạy cái file cài đặt trực tiếp trên cái đĩa Windows Server đó. Còn nếu như các bạn đã copy đĩa Windows Server của các bạn ra ổ cứng của các bạn rồi thì các bạn có thể là và trực tiếp cái folder mà các bạn copy, các bạn tìm kiếm đến cái mục là I386 để các bạn cài đặt. Sau khi chạy xong thì các bạn sẽ hoàn tất quá trình cài đặt ASP.NET và Windows Server. Bây giờ là các bạn đến cái mục thứ hai là register account và mailbox tướng, thì các bạn có thể là nhìn mình thao tác và các bạn thao tác lại xem cho đúng với lại cái nhu cầu cũng như công việc của các bạn.
Sau đó các bạn đến phần là cài đặt Integra.ca. Thì các bạn nhấn vào cái banner. Các bạn vào add operating program. Rồi sau đó là các bạn vào là add remove window component. Rồi các bạn vào đây. Các bạn vui lòng nhìn mình thao tác để các bạn có thể là nắm bắt được quá trình thao tác của mình. Tại vì trong quá trình thao tác của mình thao tác hơi nhanh tí, cho nên mình có thể là không mất kịp. Cho nên vào đây thì các bạn có thể là các bạn nhìn mình thao tác để các bạn nắm bắt rõ hơn các cái quá trình mình làm. À, mình hướng dẫn cho các bạn. Vậy sau đây là khi mà các bạn bấm nhấn xong á, trong quá trình chạy á, nó sẽ hỏi cho các bạn một lần nữa là các bạn phải tìm kiếm cái file mà certificate nó nằm trong đĩa Windows Server của các bạn. Thì các bạn chỉ cần là cách nó phải là xong. Cái file này nó cũng nằm trong cái thư mục của i386, cho nên các bạn chỉ cần là rồi finish. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn.